Rồi, bây giờ mình bút vô Win 8 mini PE X56 rồi nha, là 32 bit. Thì hành mini 32 bit của Win 8 thì mình mount cái file ảnh ha. À, mình sẽ mount cái file ảnh là cái file này nằm trên USB. Thì nó tốc độ nó chạy nó sẽ chậm hơn, nên mình thoát nó đi. Mình sẽ dùng cái file trong cái ổ cứng ha, thì nó sẽ load nhanh ha. Để mình sẽ mount cái file này. Đây, cái file này gần 4 GB các bạn nha. Cái này Win 7 IO. Đấy. Mình sẽ mount cái file này ha. Rồi, để mình cài trực tiếp. Cái điểm đặc biệt ở video này á, là mình mount cái file Win 7 mini. Đấy. Rồi, cái lộn mình chạy trên Win 8 mini mà mình cài Win 7, không biết nó cho không các bạn nha. Mà trong khi đó là hiện tại là cái ổ C này mình định cài Win 7 đó, nó là cái ổ FAT 32 đó. Cái điều đặt ra nó gây trở ngại là cái điểm này, mình không biết cài được hay không nên mình thử thử các bạn nha. Lần đầu tiên cài thử coi nó là sao. Nếu mà theo suy đoán, nếu mà nó lỗi thì nó sẽ lỗi ngay cái chỗ chạy phần trăm, có những mười mấy phần trăm trở lại là nó lỗi các bạn ha. Bình thường mình cài cái bản Enterprise là nhiều, hoặc Ultimate các bạn Tây thích thì các bạn cài Enterprise dành cho doanh nghiệp các bạn ha. Cài nó chuẩn, với lại cái hình nó đòi hỏi cũng cao mà nó chất lượng. Nó cho phép cài trên ổ 100 GB nè. À, có nghĩa là ổ này nó đang ở định dạng FAT 32 NTFX nên nó cho phép cài bạn ha. Còn cái ổ FAT 32 này nó không cho phép cài nè. Ổ này tuyệt là tuyệt xích tâm cái con rùm memory. Giờ mình format nó ha, format nó coi nó cho cài không nha. Rồi format nó đi. Rồi format xong rồi, bây giờ nó cho phép cài các bạn ha. Giờ cài lên nè. À, để coi nó chạy bao nhiêu phần trăm. Nếu không nhầm thì mình đoán ngay cái chỗ khoảng này thôi. Đúng cái dòng này khoảng chừng tầm 10-20 phần trăm trở lại là nó lỗi. Mà để coi nó có lỗi hay không. Trong quá trình cài các bạn có thể vào, các bạn có thể xem được những cái linh tinh. Mà chúng ta đừng có hoạt động nhiều quá để nó ảnh hưởng tới cái tiến trình cài đặt các bạn ha. Thì để chúng ta theo dõi gì cho nó tiện nè. Hoặc là chúng ta có thể làm những cái việc khác tương tự. Thì mình chia sẻ với các bạn một chút ít kinh nghiệm khác để cho nó cài đi các bạn nha. Hiện tại cái ổ này là ổ cứng của MacBook các bạn ha. Mình gắm qua cái laptop này để mình cài lại cái hệ hành Windows 7. Mấy lần trước thì cài nó lỗi nhiều quá, với lại nó xung đột này kia, thành ra nó lỗi luôn cái hệ điều hành này. Mình chưa tìm chưa có ra cái cách khắc phục, tìm ra thì lâu quá. Thôi bây giờ mình cài mới đi. Rồi cái cách cách tìm thì mình tìm sau đi ha. Giờ mình cài mới. Rồi bây giờ tiếp USB, mình chia sẻ với các bạn cái USB xíu. Cái USB này mình mới tạo bút xong nè. Mình tạo bút là mình lấy cái file này ha. Đây file này mình sẽ nén hết vô USB. Đó, file này các bạn lấy cái file của mình cũng được hoặc cái file của anh NV cũng được nè ha. Chúng ta giải nén cái thư mục này, giải nén hết vô USB vào cái thư mục gốc các bạn nha. Rồi thì đúng cái đó là nó đang là cái bộ này đó. Đây nó là cái bản này nè, menu là T của anh NV nè. Nó không có cái dòng này các bạn nha. Mà dòng này mình cho mục đích là load vô cái menu của mình nè, menu giống là T nè, ngay trong cái thư mục bút này ha. Đó, trong này nó cũng phải trùng với cái như này. Cái dòng code thì nó mặc định là nó sẽ load vô cái file này. Rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ chạy. Một lát á, nếu mà nó lỗi win thì mình sẽ khởi động USB để mình bút các bạn ha. À quên nữa, nói với các bạn luôn, hiện tại là mình đang bút ổ cứng nha, có nghĩa là cái ổ C này là ban đầu là mình cho nó tùy chọn mình bút là bút vô Win 8 mini. Rồi từ cái Win 8 mini này mình cài Win, chứ không phải là mình bút USB rồi mình cài cái này các bạn nha. Nó rõ các bạn dễ nắm ha.
Đấy, thì cái mục đích cài này là khi mà nó cài hoàn tất xong đó mà. Ha, khi cài hoàn tất xong, chạy xong hết tiến trình, nó hỏi gì ta thì mình sẽ tắt hết, mình thoát, mình cắm cái ổ cứng nó qua cái máy MacBook hôm trước mình chia sẻ với bạn đó. Rồi mình cho nó load cái cấu hình lên đó. Thì cái cách này các bạn làm tương tự với bất kỳ dòng máy nào khác nha. Cài thì chúng ta cho nó chạy hết tiến trình, rồi nó bảo reta thì chúng ta đừng reta, chúng ta tắt máy đi. Chúng ta cho nó load trên một cái hệ điều hành của máy khác, có nghĩa là nó load trên máy khác để nó nhận phần cứng của máy khác, tại vì chúng ta đang cài là cài cho máy khác chứ không ai cài trực tiếp trên máy này. Cài trực tiếp trên máy này thì các bạn có thể cho nó reta thoải mái ha, nó tự nó nhận dạng gì đó tùy các bạn. Còn khi mà chúng ta cài trên máy khác thì chúng ta phải tháo ổ cứng cho dừng tiến trình, dừng tiến trình cài đặt để chúng ta quay lại chúng ta cài cho nó chuẩn. Rồi bây giờ tiếp tới cái USB rồi ha, thì nó chạy tới đây là mình thấy tương đối ổn, nhưng mà chưa biết như thế nào thì cho nó chạy đi. Rồi mình chia sẻ với các bạn xíu thông tin ha, về cái bút thôi, bút chơi chơi thôi. Rồi đây cái thời gian này các bạn ha, ML 15 giây, nó nghĩa là khi mà khởi động vô cái menu này á, khi chúng ta tùy chọn bút rồi thì trong vòng 15 giây nó sẽ tự động auto cái dòng đầu tiên. Đây, cái dòng code đầu tiên nó sẽ auto vô cái dòng bộ code này ha. Rồi cái này default không nè. Rồi chúng ta mặc định GFX menu, cái dòng này thì nó load vô cái file này. Cái file này là cái file dạng bút các bạn ha, giống như cái thêm bút. Những cái dạng mà bút mà người ta tùy chọn loại bút đẹp, bút động đó. Đó. Hoặc là các bạn có thể đổi tên, ví dụ mình muốn lấy cái thêm này mình đã làm đó, thì mình copy nè, đó, copy tên rồi chúng ta dán đổi tên đây thôi, thì nó sẽ đổi, nó load cái menu của mình. Mà cái GFX thì nó hay hơn cái nữa, cái đuôi GFX của cái menu bút này nè, thì nó dành cho cái bút hai chấm, là vừa bút UFI mà vừa bút Legacy, nó auto qua được hai hai loại các bạn ha, thì khá là hay. NVE áp dụng cái này khá là hay, thì các bạn có nhu cầu thì chúng ta tìm hiểu cái phần này. Rồi mình chỉ giới thiệu sơ sơ thôi, cái này mình cũng kỹ năng không vững nên mình nói mới nói mắc bậy bạ không. Rồi tiếp đó, khi mình nó bút vô được cái menu bút của cái thư mục bút, nó có những cái file bút như sau đó các bạn thấy không, đó trong cái file bút này nó load cái gì chúng ta mở lên. À, là ví dụ nó bút bút được cái bit bit finder resource nè, thì để bút được cái file này thì đòi hỏi nó cái file đó nó phải nằm trong cái thư mục ISO này, và cái tên phải đúng với cái tên này. Các bạn tải cái file nào nó về không biết, nhưng mà chúng ta đổi thành cái tên này hoặc cái bản gốc của cái file này để đúng cái thư mục này thì nó mới hoạt động được, thì chúng ta tùy chọn vào cái dòng này các bạn ha. Rồi tương tự như đây, cái resource của cái cách bơ cai resource 10 nè, nó thì chúng ta tải cái bản nào không biết thì chúng ta phải đặt đúng cái tên này, cái tên là tên trong dòng code các bạn nha. Còn cái tệp tệp này là cái tên tiêu đề thôi, rồi thích tên gì đặt tên đó, cái này không quan trọng. Muốn đặt tên gì nó đặt, nó đặt chúng ta có thể đặt trước cái chữ tệp khoảng cách một cái như vậy nè, đó. Rồi chúng ta đặt cái gì nó đặt, mặc định cái này là phải để y nguyên đó. Còn lại chúng ta đặt cái gì trên dòng này thì chúng ta đặt, còn cái dòng còn lại từ đây xuống đây là phải chuẩn và chính xác ha. Đấy, rồi cái remain remain black main menu, thì cái mặc định của cái dòng code này nó có thể bút qua một cái menu khác. Còn cái tên mà black main menu thì chúng ta để đặt cho nó để phân biệt được là chúng ta vô cái mục nào thôi. Cái này chúng ta không nhất thiết đặt cái đúng cái tên này, chúng ta đặt sao miễn sao chúng ta hiểu là chúng ta sẽ vô cái menu này là ok. Rồi mình phải phân tích sâu hơn xíu, thì khi mà cái file đầu thì nó bút vô cái menu này ha, thì trong những cái này nó có cái những cái gì, thì đây mình sẽ cho nó load, đây load vô cái Win 7 mini nè, Wi-Fi Rio 3G. Cái này không phải của bản NV mà tại mình lười sửa tên, mà cái bản này của anh Thắng nha. Đây nó nằm ở đâu đây, mình sắp tệp cho bạn dễ thấy nha. Đây đây
Thì nó sẽ load vô các bạn này. Đấy. Nó load vô các bạn đó các bạn ha. Các bạn thấy không? Nó bút sắp xong rồi các bạn nha. Cài sắp xong rồi. Thì bắt đầu nó sẽ data thì mình sẽ dừng lại. Nên mình bỏ qua đi. Rồi nó data đó các bạn nha. Không có data nào các bạn ha. Không có data nào. Chết rồi. Thì nói chung là khởi động máy là chúng ta tắt. Giờ nó auto data nè. Khi mà nó vừa hiện lên chúng ta tắt các bạn nha. Vừa hiện lên là tắt liền. Rồi tắt đi. Rồi tắt nguồn các bạn ha. Chú ý chúng ta phải tắt liền các bạn nha, không cho nó chạy nha. Cho nó chạy vô là nó load vô cái phần cứng của cái máy này luôn, là chúng ta coi như công góc giả tràng ha. Hoặc là vẫn được nhưng mà nó sẽ bị lỗi xung đột gì đó. Mình cũng hên xui thôi. Bây giờ tắt máy, rút nguồn nè. Rút dây nguồn, tháo pin. Rồi. Nếu các bạn nào mà có pin thì chúng ta nên tháo pin. Rồi. Chúng ta lấy ổ cứng này cắm qua MacBook thôi. Vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến trình mình làm tương tự. Mình dừng video đỡ mất thời gian các bạn nha. Rồi, tí các bạn nha. Thì ổ cứng mình đã gắn qua cái MacBook rồi. Giờ mình cho nó chạy thôi. Giờ để coi khởi động nó có vô cài Win không nha. Đấy. Rồi giờ khởi động vô Win 7 rồi ha. Khá là nhanh các bạn nha. So với cái bảng mà mình sử dụng trước á, nó khởi động như rồi vậy. Giờ nó load qua các bạn thấy lẹ không? Lẹ ghê ha. Đó. Giờ cài lại mới cho nó chắc ăn, chứ cài bản cũ lấy bản cũ xài cũng không biết sao. Giờ thử cài bản mới coi sao. Cái ổ cứng này là cái ổ cứng của cái máy kia nè, mà tháo ra nè. Cứng nào cứng quên nữa, chia sẻ các bạn luôn, ổ cứng 500 GB ha. Đó, cái bóc. À, cái này nó fit fit lỗi không sao bạn ha. Nếu fit lỗi một số vấn đề của là lỗi ở cái win bản cũ mà này cho nó load nữa các bạn nha, đừng có bỏ qua enter hay là cancel hay là fc gì thoát ra các bạn nha. À, cho nó fit mấy cái lỗi file đó đi. À, cái ổ cứng mà cs ổ đen thì Western Blue thì ok, hoặc là Western Black, là có nghĩa là ổ cứng Western mà màu đen các bạn ha, thì nó tốt hơn ha. Seagate này thì cũng có tiếng thời, nói chung xài cũng ổn cũng được. Rồi tùy các bạn cái điều kiện kinh tế ha, hoặc là cái nhu cầu sử dụng các bạn chọn thôi. Cái nào bảo hành và cái nào chất lượng uy tín thì chúng ta chọn thôi, đó là quyền lựa chọn của mỗi người ha. À, hy vọng cái win này nó load ổn. Cái nấy nó mình cài là cài thử các bạn nha, trước giờ chưa thử, giờ thử thử bút vô cái hệ hành mini Win 8 bản 32 bit, rồi mà để cài là cài Win 7 đó, mình thử thử cách này thôi, được không? Nếu được thì các bạn có thể áp dụng từ đây sau, chúng ta không nhất thiết phải bút vô Win 7 nó cài, mà cái đó mình bút trên ổ cứng các bạn nha, có nghĩa là mình tạo bút ổ cứng rồi. Rồi mình khi load vô rồi, hệ hành mini rồi. À, rồi mình mới cài load mount cái file Windows 7. Rồi mình mới cài chứ không phải là mình bút qua USB các bạn ha, hình như bút qua USB thì nó báo lỗi thì phải, mình nhớ không nhầm nó lỗi hay sao đó. Rồi chưa thử, mình chưa thử với bản 64 bit. À, bút vô bản 64 bit mà cài hệ hành 32 bit thì không biết có lỗi hay không, mình không rõ. Wow, nó delete những cái file nào mình chả hiểu luôn á. File gì, record, shipment gì nữa, tùm lum tà la hết. Rồi, cái cho nó quét đi các bạn nha. Mấy cái này nó chết là ổ cứng cũng ổn nên chúng ta cho nó quét đi ha. Đừng nó cho qua mấy cái tiến trình này để cho máy nó tự nó chạy hay hơn. Nó fix mấy cái lỗi về cái ổ các bạn. Như thế nào ta, không biết nhanh không nha. Hy vọng chạy qua phần này xong là xong. 70 mấy, 79, 79.000, 4 mấy lên nó cũng hơi lâu. Trời
đó nữa bạn nha. Chắc mình dừng cái đoạn này xíu rồi nó chạy gần vô mình sẽ mở cho bạn xem tiếp để mất thời gian mà ha. Ủa, nó fit mà nó delete quá trời file luôn kìa. Mấy cái file cũ của Win hệ hành cũ các bạn. Hệ hành của ổ ổ Win 7, ổ D. Wow, gì vậy? Gì delete mấy cái file? Lúc USB an toàn của mình luôn ta. Trả nó cho nó é sạch đi. Mình mấy cái dữ liệu mình up mình lưu hết rồi. Ừ, khuyên các bạn luôn nha. Ừ, chúng ta sử dụng máy tính lâu giống như các bạn backup hoặc là lưu trữ những cái file trên mấy cái trang mạng dữ liệu các bạn ha, hoặc là mấy cái đám mây, lưu những cái nào quan trọng các bạn nha, cực kỳ quan trọng hết luôn. Đừng có lưu mấy cái linh tinh quá, không đủ dữ liệu đâu. Hoặc là các bạn phải dùng rất là nhiều tài khoản, khoảng trên năm một chục cái tài khoản lưu dữ liệu chúng ta mới lưu hết nổi những cái file mà lớn đó. Mà mình bản thân mình là không dưới một chục tài khoản các bạn nha, là mình đối với mình còn chưa đủ nữa đó. Mà nhớ không hết đâu, các bạn phải lưu mật khẩu riêng ở những nơi đặc biệt nữa, sợ mất đó. Rồi lâu lâu các bạn phải đăng nhập nữa, 3 tháng 5 tháng thì phải đăng nhập lần không bị xóa tài khoản. Và cái mail thì các bạn cũng phải dùng ở trên 5 cái mail rồi, nhiều cái đó các bạn ơi, để mà bảo vệ dữ liệu rồi lưu trữ rắc rối rồi. Lâu lâu bị hỏi vậy gì, lâu lâu bị trang chủ hỏi đó sao không đăng nhập, hoặc là không đăng nhập mà không nhớ mật khẩu thì bị xóa tài khoản này kia, bị hoài. Có mấy tài khoản mình up nhiều mà cũng bị lỗi file. Tự nhiên họ có cái hệ thống, họ có cái cơ chế mà họ theo dõi được những cái tài khoản ảo á, họ xác định qua cái mail đăng nhập nè, họ xác định qua số điện thoại nè, họ xác định qua cái IP của mình đó ha, họ lập những cái tài khoản ảo đó rồi họ xóa mấy cái file không cho mình hoạt động trên cái tài khoản đó. Cũng rất là hay các bạn ha, cái nào cũng có hai mặt thôi. Chúng ta dùng free thì nó khác, chúng ta dùng bản quyền thì tất nhiên người ta phải cho mình tồn tại, cho mình miễn phí lâu dài. Này cũng khá lâu cho mình cho dừng nữa các bạn nha. Cái dòng này nữa là hoàn thành này, ba của ba này, cái dòng là hoàn thành. Bị đơ mà cái này nó không biết do gì hay sao à. Gà nó cho mình biết thông tin nhưng mà nè, tổng cái total một một trăm mấy 105 triệu mấy trăm. Nhiều bé bé setter nữa các bạn, 300 mấy nè. À, nó quét bét luôn bạn nha. Vậy là ổ cứng này giờ có khả năng là bét rồi các bạn nha. Nên nó quét lại. Wow. Vậy là mình phải chết lại rồi. Rồi, cùng với gieo sau mình sẽ test MHDD các bạn ha. Mình test MHDD và mình quét bét ha. Mình quét bét và mình cắt bét luôn cho các bạn xem. Thì giống như cái đầu mình hứa với các bạn thôi. Mình sẽ làm tròn chung một bộ luôn ha. Làm tròn chung một bộ sưu tập của về chuyên về cái MacBook đời đời cổ. Nếu mình chưa có điều kiện để chép những cái dòng lớn hơn, dòng cao cấp hơn. Rồi mình sẽ đi đi nó sâu, chuyên sâu luôn. Bạn nào xem nguyên cái bộ sưu tập này bảo đảm các bạn là có thể ra sửa chữa vô tư rồi ha. Còn cái phần cái phần tháo ráp thôi. Tùy mỗi dòng máy mình cách tháo ráp khác nhau, nhưng mà lấy cái ổ cứng ra chắc không đến nỗi khó hơn những lấy những cái món khác không các bạn, mình nghĩ là như vậy. Rồi đó, chạy tiếp các bạn ha. Đó, khi bung gót cũng vậy các bạn nha, khi bung gót mà tới cái phần mà nó đòi chúng ta rì rì ta nao lại, người ta máy lại thì chúng ta
tắt máy ngay, hoặc là nó bị lỡ đi ra rồi chúng ta vừa hiện lên cái mình đang rồi bấm nút nguồn tắt liền. Rồi đó, rồi chúng ta rút ổ cứng và cắm cái ổ cứng qua cái máy mà chúng ta cần chạy win ha. Cần chạy đi hai điều hành mà chúng ta mới cài, chúng ta cho nó load cái driver cấu hình này kia. Nó quét trên ổ cứng mà ổ cứng kêu ghê quá à. Mình cũng suy đoán lần nào là cái ổ này nó cũng có vấn đề. Đây, nó các bạn thấy nó lót không? Lót nền nè, nó nhận driver rồi nè ha. Cái nền nó đẹp hơn á. Cái màn hình nó thu nhỏ lại đó. Nó nhận driver đó các bạn ha. Mấy cái bản gót mà bản gót sạch có nghĩa là không gài bất kỳ driver gì các bạn. Khi mình ta cài một hồi điều hành ha, điều hành xong để chuẩn luôn các bạn nha, cài một hệ điều hành mới giống như bây giờ mình ví dụ cài cái này đi, cài cái này là mình chụp gót lại ha, là mình vừa cho nó chạy lót xong, không vừa cho nó chạy lót xong cái mình vô vừa vô win cái mình tắt tắt nút nguồn liền. Hoặc là các bạn làm kịp thì các bạn bấm shutdown để an toàn, thì chúng ta bấm shutdown rồi ta cho tắt máy đi, rồi chúng ta vô cái dot chúng ta chụp gót ha, chụp như vậy mới chuẩn. Còn các bạn nào thì muốn muốn chạy chuẩn hơn nữa thì làm giống cách mình, có nghĩa là cài hết xong rồi rồi vô chúng ta chụp, có nghĩa là copy copy cái nguyên cái bộ đó ha. Copy nguyên cái bộ mà đã giải nén lên cái ổ đĩa rồi đó, chúng ta copy hết phân dùng đó ha. Rồi chúng ta bung bung qua một cái phân dụng khác, hoặc các bạn có thể dùng cái mấy cái trình mà sao lưu cái phân dụng á, thì chúng ta tạo thành một cái file tiếp ha. File tiếp hoặc cái dùng cái terabyte mà ha, chụp cái phân dụng mà chúng ta đã cài bung cái bộ win đó, rồi chúng ta muốn cài trên máy khác thì chúng ta mở ra thôi, restore phục hồi lại thì nó sẽ chạy y như tiến trình này, nó load được cái driver cấu hình mới luôn, nó không xung đột, nó không xung đột như là chúng ta mà cho nó chạy hết một bộ win rồi chúng ta chụp gót lại thì nó khả năng nó xung đột cũng có mà ha, nó xung đột cao hơn. Thì đó, một có hai cách, một là chúng ta vừa cài win xong nó hỏi người ta nào chúng ta đừng người ta, rồi chúng ta ra chúng ta chạy trong đó chúng ta chụp cái phần dùng đó lại để sau này chúng ta bung qua máy khác thì nó tự load lại cấu hình mới. Hay là chúng ta đợi cho nó vô win xong xuôi hết rồi chúng ta tắt máy chúng ta chụp cái đó thì nó không chuẩn bằng ha. Đó các bạn ha, thì người ta tạo bản gót đa cấu hình là nó vậy các bạn nha, gót đa cấu hình là nó như vậy thôi. Rồi nó có phần tích hợp, nó tích hợp mà có phần tích hợp để kèm cái bộ driver nhận dạng cái driver auto á, IC driver hay one driver gì đó, các bạn thấy nó lẹ hơn không, lẹ hơn bản cũ mình nhiều không. Bản cũ mình đợi tài đợi đâu cả 2 phút luôn á, lâu thấy mồ luôn, này mới vô chừng 10 15 giây là khởi động vô cái màn hình này thấy mừng rồi. Trong kia rồi đợi lâu thấy mồ, không biết là họ cài win như thế nào mà lâu thật dữ không biết. Mình cứ cứ tưởng là cái phần dùng do cái phần dùng win nó vậy chứ, tưởng cho máy đề cổ với lại cái phần dùng win nó như vậy nên nó mới khởi động chậm. Ai về cài lại thấy nó nhanh ghê. Đó, giờ nó lót luôn các bạn ha. Giờ đợi tiến trình cài đó các bạn nha. Cài thì chắc bạn nào cũng biết rồi. Những cái video trước thì mình đã chia sẻ cái phần cài driver up driver bằng tay, có nghĩa là mình cài theo theo cái công thức mình dò á bạn, dò từng cái đó, dò cái nào xíu mình cài, mình chia sẻ các bạn ha. Lên Google tìm cái mã Hawaii đi, rồi tìm cái trang nào mà nó có driver identifier
Đó rồi chúng ta vô đó là tải thôi. Hồi xưa bạn, hồi xưa là cái nó bắt nhập Gmail bất kỳ, hồi xưa nó bắt nhập Gmail bất kỳ luôn ha, có nghĩa là Gmail xàm ba láp gì nó cũng được. Sau này cái nó bắt buộc là đúng cái Gmail xác nhận qua trang chủ của Google mà thì nó mới cho. Này chúng ta cho nó đừng có update các bạn nha, update Windows thì cho đừng update, chúng ta nhớ chọn múi giờ cộng 7 các bạn nha. Này các bạn nào đã cài rồi chúng ta thừa biết mấy cái việc này ha, nhiều khi mình cũng không để ý, mình cũng hay quên mà. Rồi wifi thì khỏi đi, cho qua đi, cái này tính sau. Đó, cái bản Win 7 Android là dành cho doanh nghiệp các bạn ha. Bản này thì nó sử dụng chuẩn và nó nhiều tính năng hơn bản Ultimate. Ultimate thì bạn đọc sau bạn đọc, chứ mình thì cái tiếng Việt mà bữa thôi. Đối với mình tiếng Anh cũng như tiếng Việt nữa. Có nhiều khi đọc mọi người nghe cũng mắc cười, có kệ làm cho người ta vui là được rồi, không quan trọng. Nào mình học giỏi tiếng Anh thì mình cũng nói gì nói, nhận dở chấp nhận dở rồi cũng khá là ok mà ha. Rồi cắm USB, cắm cái con chuột vô nè đây, rồi cắm chuột vô đây, cắm chuột vô rồi nó lót chuột các bạn ha, đấy nó nhận chuột nữa bạn. À, bây giờ mình cho khởi động coi. Rồi, đây. Rồi, để mình coi coi cái này là ồ, các bạn thấy không? Nãy là phát 32 giờ nó tự format về NT bit các bạn ha. Rồi bây giờ để coi chuẩn hay không thì mô chuột phải My Computer Manager. Đấy. Rồi, nó hơi mờ. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái gì? Disk Manager. Không biết nó có hiện cái ổ ẩn không, chắc khả năng mình nghĩ là không không có hiện. Đây cái phần này nó hơi lót chậm xíu bạn nha, nó quét quét cái ổ đĩa ổ cứng á rồi nó mới chạy vào. Lát mình sẽ vô cái device manager này coi nó còn thiếu cái gì hay không. Hồi nãy mình quên xe xe wifi rồi, giờ mình bấm xe vẫn được, để mình xe luôn đi, mình xe luôn, mình cập nhật driver luôn các bạn ha. Mình dừng một xíu rồi nha. Rồi mình xe wifi rồi các bạn ha, giờ nhập vô thôi. Đây wifi Android, mật khẩu cũng dễ mà, hát ghi anh 123456 có gì đâu mà giấu. Wi-Fi đơn giản mà các bạn ha. Rồi public public network. Rồi rồi có wifi các bạn nha. Rồi cái admin manager này, ông này ông bị gì ông đứng luôn rồi. Mình vô cái device manager thử các bạn ha. Này nó thiếu đây. Để mình coi cái display adapter trước này, nhận dạng trước các bạn ha, nhận dạng là đây, nhận dạng cấu hình card đồ họa nè. Đó thì nó giống như cái file trước thôi. Khi mà kết nối mạng có thể là nó sẽ tự cập nhật những cái driver thiếu các bạn nha, nó hay cái đó. Win 7 bất kỳ win nào cái driver nào mà nó đang thiếu nè, audio nè. Các bạn để cho ha, các bạn thử để lát đi, cái này khả năng nó gặp tự cập nhật nè. À, rồi bây giờ mình sẽ coi My Computer nè ha, vô coi cái win này nó active chưa các bạn nha, hình như là active rồi các bạn nha. Đấy, ồ chưa active hả, không sao mình active sau cũng được, không mình vấn đề. Rồi chủ yếu là cái gì cập nhật cái driver ha, rồi mấy cái này tính sau đi. Giờ mình thử coi update driver nè, update can update offline luôn đấy. Không được thì giống như đợt trước mình nói với các bạn thôi. À mà những cái file mình còn lưu các bạn, có những cái file mình lưu được trước cái driver nè, để coi không xóa shop mấy cái file driver hôm trước mình mới còn luôn cả.
Mình nghĩ là sẽ có lưu win. Cái này mấy ngày rồi, không biết. Cái này là không có rồi. Shop. Rồi, không phải ở trong này. Để mục nào ta. Driver chạy lại cái file, chạy lại cái khu mục này cũng được các bạn nha. Không phải. Cái file đó mình để đâu cả. Các bạn chạy tốt nhất là chạy vô cái mục driver này cái được cũng được các bạn ha. Đây vô đây nè. Nó có phần audio gì nè. Đấy, nó có file cài đặt nè. Nên chúng ta thử chạy lại thử ha. Đây ha mấy. Chắc không phải, không được rồi. Rồi cài thủ công đi các bạn nha. Chịu khó cài thủ công đi. Chúng ta backup lại sao. Mình nó cài thủ công mình chia sẻ lại sơ cái nè. Nó chọn cái dòng này, How ID, copy một cái dòng dài nhất, dòng dài nhất của hai của mấy cái dòng dưới các bạn nha, copy cái dòng dài nhất rồi dùng trình duyệt web dán lên thôi. Rồi copy và paste enter rồi. Cho hỏi cập nhật gì đi, nó lẹ quá ha. Rồi, finish rồi, nó lẹ. Dán lại các bạn ơi. Đây. Đây, driver đen TPR các bạn thấy ha. Đây. Đó, hiện ta vô đây thôi. Sắp hết giờ rồi. Cái này tính sau đi các bạn nha. Rồi mình phải cài góc góc đi cho nó chuẩn hơn ha. Cái này bản cũ quá, bản cổ quá nó không hiện chính xác rồi. Rồi bây giờ mình khởi động lại một cái nha. Khởi động lại một cái. Coi coi nó nhanh không á. Đó, nó khởi động nhanh đúng không mẹ? Sao còn cũng 1 phút mà 33 phút 10 giây là nó bắt đầu sụp mà nó tách cái video ra rồi. Thành ra mình phải 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ok. Vậy là nhanh hơn cái bản trước các bạn nha. Trời, bản trước đợi đâu còn tầm 2 phút á. Lâu kinh khủng. Giờ mới mới biết cái vấn đề cài lại thấy nó nhanh hơn. Đúng là cài lại là chuẩn hơn là ấy. Mình luôn luôn quan điểm vậy các bạn ơi. Mình cài chắc ăn nhất. Cài theo kiểu cái này cái bài của anh Lãng Khách BKV chia sẻ các bạn nha. Là delete delete cái ổ định cài win, delete cái ổ định cài win đối với win 7 trở lên.